Giờ chúng ta đang học đến bài số 4 rồi. Thì chúng ta đang học về React và JavaScript thôi, ở mức cơ bản thôi đúng không ạ? Thế thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn định tuyến. Định tuyến là gì ạ? Có nghĩa là khi ứng dụng của mình bắt đầu xuất hiện nhiều trang thì mình muốn khi ấn nút này thì hiện trang này, khi vào đường dẫn kia thì hiện trang kia tương ứng đúng không ạ? Chúng ta có trang sản phẩm, trang about và rất nhiều cái trang khác. Thì bây giờ mình làm thế nào để có được cái chức năng đó? Thì bên React cũng đi kèm với chúng ta một cái thư viện là React Router DOM, các bạn sở thử nhé, React Router DOM, và hiện tại nó ra cái bản version 6 rồi đó. Các bạn có thể click vào cái trang chủ là react-router-dom.com để tìm hiểu. Hiện tại thì nó đang ở version 6. Thế còn về sau thì các bạn có thể là linh động các bạn cài đặt hoặc các bạn tìm hiểu tùy vào cái ứng dụng cái dự án của mình. Còn nếu bạn đọc doc này thì nó cũng khá là mất thời gian cho người mới các bạn nhé. Đó, nó sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Thế trong khuôn khổ bài này thì mình hướng dẫn ở mức cơ bản. Còn những cái bài sau ấy, khi gặp những cái vấn đề về mặt nâng cao ấy, thì mình sẽ nâng cấp cái bài router của mình lên. Thì hiện tại thì mình sẽ tập trung vào việc là xử lý và ứng dụng cơ bản. Thì đầu tiên các bạn sẽ LPM install React Router DOM giúp mình. Đó, nó chính là cái thư viện này, LPMI React Router DOM. À, chúng ta tạm dừng chương trình, chúng ta chạy lại phát nhé. Rồi chúng ta sẽ chạy là React Router DOM, LPMI React Router DOM. Cài xong thì đương nhiên cái thư viện này nó cũng đi vào trong này, nó đứng ở đây rồi đúng không ạ? Trong này hết. Đây ạ, React Router DOM đấy. Thế thì sử dụng như nào? Các bạn sẽ cùng mình đi qua lần lượt từng bước nhé. Đầu tiên mình sẽ bao bọc ứng dụng của mình vào trong một cái thẻ nó tên là Browser Router để biến cái ứng dụng của mình thành một cái bộ định tuyến đúng không ạ? Trong này thì chúng ta sẽ bọc luôn ống áp vô. Browser Router đó. Cái này nó là một cặp thẻ đóng mở, rồi mình di chuyển ống áp và mình đặt vô giữa này là được. Rồi, tiếp theo thì bên trong cái file app.gx bây giờ mình muốn muốn biến nó thành một cái bộ định tuyến ấy, thì mình hình dung được một chút là nội dung ở đây nó sẽ về sau nó sẽ thay đổi liên tục đúng không ạ? Người dùng người ta chuyển trang mà, thì không thể nào lúc nào phải là trang not found này được, mà chúng ta sẽ phải để lại đúng cái cấu trúc cũ của nó đúng không ạ? Để đúng cái cấu trúc cũ của nó là bên trên thì tôi có header, bên dưới thì tôi có footer, còn đoạn ở giữa này tôi bị thay đổi này đó, đoạn ở giữa tôi bị thay đổi. Thế thì mình sẽ cố tình tạo ra giúp chúng ta một số cái trang để chúng ta hiển thị, chúng ta nhìn nhận nó dễ dàng hơn. Trong page này chúng ta sẽ tạo thêm một số trang, ví dụ trang home ha, trang home page đó, .gx. Rồi ví dụ các bạn muốn tạo nhanh ấy, thì các bạn cài giúp mình cái thư viện này nhé, ES7 đúng không ạ? ES7 React Redux GraphQL, đây là những cái slip page đang được chuẩn bị sẵn, và khi các bạn sử dụng ấy thì các bạn sẽ nhận thấy là các bạn chỉ việc gõ cái cú pháp viết tắt của nó thôi. Thông thường thì mình sẽ dùng RAFCE hoặc là RFCE để tạo ra một cái function component đó, dưới dạng arrow function hoặc dưới dạng function thông thường. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ vào phần React để mình tìm hiểu xem ông React này có cái gì đúng không ạ? Đây là những cái thẻ import này, có những cái thẻ RFCE này, thẻ recons này. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ vào cái phần tạo function ha. Ví dụ như console thì chúng ta có CLG là console log đúng không ạ? CLI là console date, CTI là console time, đúng không ạ? Console time rất nhiều thứ. Chúng ta kéo xuống dưới này, chúng ta vào phần React Component, chúng ta sẽ thấy là RCC là React Class đúng không ạ? Extend Component. Thế mình sẽ kéo xuống, mình dùng cái cú pháp là RFCE mọi người nhé. Ví dụ như chúng ta có RFCP đúng không? Rồi chúng ta có RFC, RFCE là gì? Import raw React này, tạo ra một cái function này, rồi export luôn cái function đấy. Chúng ta sẽ dùng cú pháp RFCE viết cho nó nhanh. Ở khi các bạn cài xong, các bạn quay lại trang homepage, cứ để nguyên cái tên nó đúng luôn luôn, viết theo kiểu Pascal cây, các từ viết đầu ấy, cái chữ viết đầu ấy luôn luôn là viết hoa, nên viết liền không dấu và không dấu cách. Chúng ta viết RFCE. Nếu không ra gợi ý, các bạn vui lòng tắt Việt Ki, tắt cái trình gọi tiếng Việt đi. Sau đó các bạn Enter, các bạn Tab, nó ra cái khung như này đúng không ạ? Thì đây là cái trang homepage, đó, trang homepage. Rồi, chúng ta nhanh chóng tạo thêm một số trang để thực hiện router nhé. About.gx, ok. RFCE. Trang about page mình cũng làm tương tự vậy thôi. Rồi, trang not found có rồi, có thể chúng ta sẽ làm một cái trang là login đúng không ạ? Login page.
Rồi vừa mình vừa viết sai cái chữ pay, chữ paste bên hoa đấy đúng không ạ? Rồi FCE mình tạo nốt cái này vô. Rồi các bạn để ý này, cái chữ P này mình vừa viết thường, viết thường này nó chưa có đúng quy tắc đặt tên, mình sửa lại cho chuẩn này. Rồi chữ P này mình cũng phải viết hoa hết nha. Bảo P cho nó chuẩn. Rồi cái tên function component nó luôn giống với cái tên của cái file đó, gọi là export mặc định. Thế bây giờ các bạn quay lại, chúng ta làm việc chính thì chúng ta định tuyến. Trong cái main này chúng ta muốn thì, có một số cái nội dung nó bị thay đổi ha, thì các bạn giúp mình tạo ra một cái ông là router, cái thẻ router đúng không ạ, thẻ router, mở ngoặc ra router đúng không ạ, enter. Rồi router này chúng ta đóng ngoặc vào, rồi chúng ta xuống dưới trong router này sẽ có những cái đường dẫn con, chúng ta gọi là những cái route đúng không ạ. Cái route ví dụ như home page này, about page này đúng không ạ, và log file. Thì mình sẽ tạo ra những cái path như thế này. Đương nhiên là đầu tiên nó sẽ phải là số home đúng không ạ, home page. Rồi giả sử như trong trường hợp mà chúng ta có cái đường dẫn là số home như này thì chúng ta cũng redirect đúng không ạ, chúng ta redirect về, redirect chúng ta có thể chuyển hướng trang đúng không ạ, redirect. Như là cái V6 của mình nó chưa có hỗ trợ redirect, mình lâu mình cũng không code lại cái V6 này, mình để tạm này xem có được không ha, sau tí mà mình lỗi thì mình sửa sau. Suộc about thì chúng ta sẽ có trang about page. Rồi suộc login đúng không ạ, suộc login thì chúng ta sẽ có trang login. Rồi thế còn cái đường dẫn cuối cùng này, nó có nghĩa là nếu mà tôi bị sai tất cả những cái đường dẫn bên trên thì tôi gặp cái đường dẫn not found. Mình sẽ thử nghiệm xem đã được chưa. Các bạn chạy lại chương trình giúp mình nhé. Homepage, from homepage đang bị lỗi. Chỗ này là nó tự import vô nó bị sai ạ. Mình check lại xem còn cái trang nào bị lỗi không, mình xử lý luôn. Rồi ổn rồi. Còn function homepage ở tại dòng số 4, thực ra mình vừa mới sửa rồi. Thì bây giờ các bạn tạm dừng chương trình, các bạn chạy lại xem ổn chưa. Rồi các bạn thấy là khi các bạn ấn vô đường dẫn này, ấn vô đường dẫn này, cái đường dẫn bên trên nó thay đổi ạ. Đây là những cái bộ định tuyến này. Rồi ví dụ cái trang login này, trang shop này, trang shop thì mình chưa viết nên là nó bị hiểu nhầm đúng là gì ạ? Cái tuyến đường này chẳng đi đâu cả nên nó hiển thị page not found đúng không ạ. Thì sau các bạn sẽ điều chỉnh dần các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn muốn cái ứng dụng của mình nó không bị reload lại toàn bộ trang. Đó, hiện tại nó đang bị quay nó reload lại toàn bộ trang ấy, thì nó vẫn chưa phải là single page app đâu. Thì bây giờ các bạn muốn làm sao nó không bị reload lại toàn bộ trang mà chỉ reload lại cái thành phần cần thay đổi thôi, thì các bạn giúp mình vào header các bạn thay đổi một chút, toàn bộ thẻ A các bạn đổi tên thành thẻ link giúp mình, toàn bộ thẻ A các bạn đổi thành thẻ link. Chúng ta sẽ có thẻ link đến từ React Router DOM. Rồi toàn bộ những cái key, những cái attribute là href các bạn đổi thành tu giúp mình ạ, tu giúp mình. Rồi bây giờ các bạn thử lại này, bây giờ các bạn ấn nhé, nó vẫn thay đổi nội dung trang web nhưng mà cái trang của mình nó không hề bị reload lại toàn bộ trang, nó chỉ render lại đúng cái phần bị thay đổi thôi. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái bộ định tuyến ha. Ví dụ trang shop này không tồn tại thì nó lại báo là not found, thì các bạn bổ sung thêm trang shop sau cũng được. Đó, mọi người hoàn toàn có thể bổ sung thêm cái trang shop ở đây, một cái page để dành riêng cho phần sản phẩm ở đây cũng được. Như vậy là chúng ta đã học cùng nhau React Router DOM và cấu hình ở mức cơ bản. Còn chúng ta sẽ cấu hình React Router DOM lồng nhau hoặc là hiển thị những cái thẻ của Active
hoặc thậm chí là có những cái bài là private router, chúng ta sẽ học dần qua dự án sau các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.